Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ dạy cà rốt đánh hơi tìm đồ. Lần đầu tiên cà rốt học bài này, và hôm nay dưới sự hướng dẫn của thầy giáo, một người thầy cũng như một người bố mang tên là Củ Cải, sẽ dạy cà rốt đánh hơi tìm đồ. Đầu tiên là Củ Cải sẽ làm mẫu cho cà rốt nha. Nào, cà rốt Củ Cải ra ngoài, đây là đạo cụ của mình, sẽ là xúc xích cải lưới lưới lên tìm đồ nha. Nào, cà rốt nó cân. Cà rốt Củ Cải ra ngoài. Lưới, lưới. Rồi, Củ Cải ra ngoài. Cải ra ngoài. Cải ra ngoài. Rồi, đóng cửa chặt ra. Cà rốt đây. Đây, cà rốt nha, cà chai nha. Ngồi đây là, đây là xúc xích nha. Lưới, tôi ăn. Theo dõi nè, chú ý. Rồi, ok, mình sẽ giấu nổ xúc xích này đi. Giấu chỗ nào bây giờ này? Ok, mình sẽ giấu chỗ này đây. Đây, giấu chỗ này. Giấu xúc xích ở đằng sau cái quầy nhựa đấy. Cả lớp chú ý nhá. Một cái tên. Tên đi. Nhìn kìa, nhìn kìa. Đó, một cái rất là giỏi. Một cái tìm thấy đâu. Cải giỏi lắm. Rồi, tuyệt vời. Xong rồi, cải đã tìm thấy rồi mọi người ạ. Rồi, tiếp theo bây giờ mình sẽ dạy cà rốt nha. Đầu tiên để dạy cà rốt đánh hơi tìm đồ thì mình sẽ... Đây, cho thử cà rốt ngửi này. Ngửi thôi, không được ăn. Sau đó mình sẽ giấu một chỗ mà cũng có thể mình sẽ cho cà rốt nhìn lên luôn. Rồi, bây giờ ví dụ cà rốt ngửi nha. Lần đầu tiên là sẽ cho cà rốt ngửi nhìn thấy luôn. Đây, mình sẽ giấu ngay chỗ cũ, chỗ lúc nãy. Rồi, tiếp theo mình sẽ bảo cà rốt tìm. Cà rốt ăn. Ăn đi, tìm, đứng dậy. Tìm đi. Ăn, ăn, ăn đi, ăn. Xúc xích vào ăn. Cà rốt ăn đi. Ăn. Đứng dậy, ăn đi, tìm. Ăn đi, ăn đi, tìm. Ăn đi, ăn đi. Đó là nhìn thấy mình giấu không thấy à? Cà rốt tìm đi, tìm. Ăn đi, ăn đi. Đúng rồi, giỏi. Cà rốt giỏi lắm. Tiếp theo, rồi tiếp tục đến đây nào. Lần thứ hai mình sẽ tiếp tục cho cà rốt nhìn thấy. À, cà rốt đến đây là một số nào. Ngồi. Ngồi xuống. Ngồi. Xuống. Cà rốt xuống. Cà rốt xuống. Ngửi, ngửi. Nào, cà rốt xuống. 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 Xuống to. Xuống. Rồi, ngửi nhá, ngửi, ngửi thôi, ngửi thôi, ngửi. Rồi, nào, ngồi lên đấy. Lần này mình sẽ giấu chỗ khác. Nào, cà rốt nào, nhìn nào. Ngửi, ngửi. Lần này mình sẽ giấu chỗ khác. Mình lại giấu chỗ này tiếp tục nào. Cà rốt, tìm. Ăn. Đúng rồi, tìm. Ăn đi. Nào, cà rốt đứng dậy, ăn, tìm đi, tìm. Đứng dậy, tìm. Rồi, giỏi lắm. Cà rốt tìm có vẻ đang còn rất là chậm, rất là tìm. Bây giờ là mình sẽ cho cà rốt ra ngoài này. Bây giờ sẽ cho cà rốt tìm một mũi nào. Cà rốt nào, ngửi. Ngửi, 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 ngửi thôi. Rồi, ra ngoài, cà rốt ra ngoài. Ra ngoài. Bây giờ mình sẽ giấu chút cà rốt. Đây, mình sẽ giấu ở đây. Mới đầu thì mình cũng giấu ở những chỗ gọi là dễ nhìn, dễ tìm không. Sau dần dần mình sẽ giấu ở những chỗ gọi là khó hơn. Rồi, tiếp tục bây giờ mình sẽ cho cà rốt tìm lại. Cà rốt ăn đi, ăn. Ăn, tìm đi ăn. Ăn đi, ăn đi, ăn. Ôi, giỏi, tuyệt vời. Tiếp tục nha. Cà rốt tìm ngay được rồi mọi người ạ. Rất là giỏi. Lấy thêm xúc xích nào. Sẽ không ăn.
ăn đi. Ăn đi anh nha. Ôi ông chán xích xích à, ăn đi. Rất là lân cân, rất là nghi nhố, ăn đi. Đá bóng à, không tức. Chắc là mà xích xích nhiều mà ông ngán à. Ăn đi, ăn đi. Đó là ăn đi, không ăn nữa. Rồi, giả đã. Rồi, tiếp theo nè. Rồi, tìm lại này, tìm lại cái xúc xích nào. Rớt ra ngoài. Rớt ra ngoài, không ăn thì thôi, tìm thôi. Ra ngoài. Nào, rớt ra ngoài thế nào. Lưới. Lưới, 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 lưới. Rồi, ok. Mình sẽ lại tiếp tục mình giấu. Ok, mình sẽ lại giấu ở chỗ này. Rốt ăn, ăn đi. Đi ăn, vào xuống nhà ăn. Ăn đi, ăn đi. Ăn đi, ăn đi. Rốt ăn đi. Thằng này, mày đáy, đánh dấu à? Ôi dồi ôi. Đáy của tôi mà nó biết. Nó cất, sao đáy đấy hả? Sao đáy là kia? Nó tìm được rồi nhưng nó đáy của nó rất là đúng luôn. Cả nó đặt trời nhỉ? Sao đáy đấy? Sao đáy đấy nhỉ? Đây này, úp mặt từ không? Cả nó phải xem. Ai đáy đấy hả? Làm xong, không cấm đáy đấy nhỉ đúng không? Ăn đi. Ăn đi. Lực cao hết tức. Ăn đi. Cá hút ăn đi. Ông ăn ngắn xuống xích rồi. Tìm được không thèm ăn luôn. Rồi, để cho ông giải kim chi bằng ngà sẽ hết.